thằng quỷ Campuchia đó, nó qua nó thảm sát dân Việt Nam chết đó, hình như 3,000+ cái bộ đồ lâu á bạn, 3,000+ người chết và có người chưa biết chết xác đâu, chưa có xương sầu gì trơn á. Nói chung vì mua full luôn mà, tập Duy đi đâu cũng vậy thôi à. Bà con bưng bán khổ quá thôi, mua xong cú này về nhà ngủ đi, 20 cô nhiêu bao nhiêu đó, vài trăm bó đúng không, ok vài trăm bó rồi tính tiền đi, trả bụp phát một hết ở vậy rồi về nhà nghỉ nha. Chút mới cúng được kia xong ra thấy bà bán nữa này, chơi chiêu rồi bà ơi. Hôm nay Sài Gòn mưa sắp mặt luôn các bạn. Ở ngoài kia nó ngập trời, nó cơi thê thảm lắm. Mẹt BMW Audi gì đó làm la liệt, chết máy, thủy kích các kiểu. Nói chung ở sống ở Sài Gòn khổ lắm. Mỗi lần mà mưa đó, mưa mà nó chỉ cần nó lớn xíu thôi, chừng 30 phút. Năm ngoái nó được 1 tiếng nha. Năm nay nó yếu sinh lý, 30 phút thôi nó ngập linh láng. Con điểm nó ngập hoài. Quỳnh Tấn Phát, nâng đường, đỡ ngập. Nguyễn Hữu Cảnh, chết ngắt. Thảo Điền, Móm. Còn đâu đâu vòng vòng nữa, chính này nọ các kiểu. Mưa vậy đó mà sao mày nóng quá. Đạt ngày mai vệ sinh cái filter mới lạnh nhanh nha mày. Nóng giả mang nóng luôn. Trời đất ơi, người ta làm vlog du lịch đúng không? Là người ta cần cái cảm xúc. Người ta mới nhớ là những ký ức người ta đã đi qua, rồi người ta mới review những cái địa điểm, mới thu hút du khách, mới làm giàu cho quê hương. Mày tạo tinh thần gì đâu, mới vô nóng thấy bà nội luôn. Mày giờ hỏi một câu này, áo đẹp không? Đẹp, đặt làm mày bán nè. THOL đàng hoàng nha. Thấy không? Mẫu mới nha. Body fit. Thôi giỡn gì được rồi. Hôm trước á là Duy làm một cái vlog du lịch về An Giang. Lộn Kiên Giang, đúng không? Bữa nay trên đường Kiên Giang mình về An Giang. Nói chung nó cũng sống như nhau thôi bạn ơi. Nhiều khi làm nó thật với bạn, trách nhiệm mình đi, không lẽ mình không làm thì mình có lỗi với non sông. Chứ làm lên không biết nói gì giờ nữa. Mình nói thật quá đó thì mấy bạn cũng buồn. Mà mình nói bóng bẩy quá đó thì đó mình nói xạo đó. Nên làm cái video này là nói tận tâm nha, nói bằng tấm lòng, nói không ác ý nha các bạn. Nên các bạn có thể là có thể những cái điểm mà Duy review hay là nói chung là chia sẻ về địa phương các bạn mà nó hơi sai sai chút đỉnh đó, thì các bạn cũng lượng thứ bỏ qua. Thề bạn câu luôn, không bao giờ nhận tiền của ông nào mà dìm hàng hết đó. Ghét nhất vậy đó, tối ngày không biết nhận tiền của ai, quốc người ta một sao. Ác vừa phải ác thôi đó. Sống trên đời không vậy được đâu nha. Rồi An Giang. An Giang có nhiều cái để nói đó mà. An Giang nó rộng mà. Đầu tiên từ Kiên Giang đi An Giang đi đường nào? Có nhiều đường đi lắm mà. Nhưng mà chỉ bạn đi đường này đẹp nè. Đi đường cặp biên giới Campuchia nha. Đã lắm. Trời ơi nhìn quá ha. Cách nhau ngọn núi bên đây Việt Nam, bên đây kia Campuchia. Đường biên giới bạn. Nói chung bạn mở Google Maps lên, bạn search chữ An Giang, xong bạn zoom ra, bạn sẽ thấy con đường nó cặp biên giới. Nè, con đường cặp biên giới nó có cái hay là nó cặp theo đường Kinh Vĩnh Tế. Mà Kinh Vĩnh Tế là gì? Là một công trình thủy lợi, lợi hại của các cụ ngày xưa, để lại di sản cho miền Tây Nam Bộ. Có nước để tưới tiêu đó ông nội nha. Kinh đó cũng đẹp lắm. Nói chung là kinh đó thì hiện giờ nó cũ rồi, nó còn nước thôi. Mà kinh nào không có nước ta. Tôi phải kiếm cái nào để nói Kinh Vĩnh Tế cho nó hay. À nó như sông vậy đó, nó dài lắm. Nó dài lắm mà, nó cũng có lục bình nó. Mà trên cái đó có cảm giác là, ví dụ bạn chạy xe mà xe máy đi, bạn nghe tiếng ghe nó chạy thôi được ơi, âm thanh đặc biệt của miền Tây nha. Không có miền nào, không có xứ nào có cái tiếng ghe đó đâu bạn, đúng không? Bạn ra Nha Trang bạn chơi nghe tiếng cano không mà. Riêng về miền Tây nghe tiếng ghe, tiếng ghe nó đã lắm bạn, nghe nó gần gũi sao đó. Không lẽ mình với miền Tây thì mình có cái cảm giác này ta. Thôi bạn miền Bắc á, thì bạn chịu khó nghe tiếng ghe đi cũng hay lắm. Nhưng mà con đường đó nó đẹp là đẹp như vậy. Nó đẹp là cái gì bạn? Nó trải dài theo chiều dài biên giới của đất nước thân thương. Wow. Đó. Nó đẹp là gì? Nó là một cái công trình thủy lợi của cha ông ngày trước, để mình tìm hiểu về văn hóa,
nhưng mà nó thì con đường đó xấu thấy mày. Trời ơi bạn, nó thiệt chứ con mẹt trắng có gì bạn biết rồi gì. Con mẹt mà quyền thoại đó, con mẹt mà lên Google gõ Di Nguyễn Mercedes là ra liền đó. Xém bị xe tải bút mấy cú. Trời đất ơi, bạn hiểu không, có đường nè. Hai chiếc xe né nhau vừa đủ lọt nha. Hai cái xe né nhau vừa đủ lọt mà xui xui cái chỗ nào gặp nhà dân á thì bạn lấn vô cái sân người ta bằng né cái xe tải. Còn cái chỗ nào mà toàn là ruộng không có quất cái bãi ruộng xiền luôn á. Nhất là mấy ông bố chạy ngược chiều á. Trời ơi. Đường nó nhỏ mà nó xấu nữa, nó có đoạn chạy được, nó có đoạn hơi xấu một chút. Đó, đường nó làm vậy xe máy vô tư. Xe hơi mới lo. Nhưng mà yên tâm đi, mệt gì chạy được các bạn chạy được nha. Đó, đường nó làm vậy thôi. Thì chạy con đường đó cũng lâu lắm bạn, chạy cũng nhiều. Thì bạn tới đâu? Tới một cái chỗ này rợn người nè. Tri Tôn. Ở trong Tri Tôn có gì? Tri Tôn là một huyện của An Giang nha các bạn. Tri Tôn có gì các bạn? Có 3-4 ngàn người chết đó. Thảm sát Ba Chúc. Thảm sát Ba Chúc bạn, có nhà mồ Ba Chúc nữa, nhà mồ đó. Cái chỗ đó vô rợn người lắm bạn. Đó. Mình đi đến cái chỗ đó mà nói chung đường vô chỗ đó cũng khổ nữa chứ mày không khổ đâu. Hồi nãy đi con đường kia khổ, con đường này khổ y chang. Đó, về diện tích mặt đường thì bằng nhau nhưng mà đường nó xấu hơn. Đó, nhưng mà khi mà bạn vô đó bạn thấy cái xã đó đó mà nó còn nghèo sơ sát. Mà trong đó có một cái ký ức cực kỳ đau thương. Đó là mấy con quỷ bên bót đó. Mấy con quỷ Campuchia đó. Đó, nó qua nó thảm sát dân Việt Nam. Chết, này đó hình như 3,000+ cái bộ đồ lâu đó bạn. 3,000+ người chết, còn người chưa biết chết xác đâu, chưa có xương sầu gì trơn á. Vô đó có cái hai khu, một cái khu tưởng niệm. Khu tưởng niệm là những cái hình ảnh, những cái di vật mà những con dao, những cái rựa gì đó mà bên bó nó dùng để nó giết dân mình đó bạn. Đó, và những cái vũ khí mà khi bộ đội chúng ta phản công lại đánh bật nó ra, bắt còng đầu nó, cái tội bố láo đó. Có, vô đó có nhiều cái hình ảnh tư liệu lịch sử đó. Các bạn nào chưa biết chuyện đó thì bạn vô lần coi đi nha. Vô đó không tốn tiền mà, tiền gửi xe thôi, cho nhiêu cho. Rồi á, có một cái nhà mồ. Cái nhà mồ mà không phải là nhà mồ mà là cái nhà tròn nè, lộng bằng kính nha. Chất xương, đầu lâu, đầu quá trời luôn. Đó, người ta, trên đó người ta ghi, cái nhóm xương này là tìm thấy vô ngày nào, năm nào. Trời ơi, nhìn ghê lắm bạn ơi. Nhìn những cái sọ mà nó bị bể do búa đập. Tức là bon bó nó giết người rất là man rợ chứ phải nó bắn cái chết đâu nha. Nó cầm cái búa đập bon. Chưa xong, bon cái nữa. Đó. Rồi nó xé xác, luồn cây, ôi ghê lắm. Bây giờ cái đó tội ác của Khmer Đỏ đó mà. Nó nằm ở An Giang mà có rất nhiều vụ đó mà Ba Chúc là một điển hình. Đó. Tại vì Duy đi ngang cái chỗ của An Giang là phải thăm cái chỗ này. Cái chỗ này nó mang giá trị lịch sử. Vậy thì khi bạn vô bạn đó bạn có thể chụp hình này nó ok làm kỷ niệm hay là nhìn nghiên cứu những tư liệu lịch sử. Nhưng mà nên vậy nè, ở đó có rất nhiều ăn xin nha. Nên nói chung thì miền Tây mà. Miền Tây thì cái vụ ăn xin thì không nói được. Đi chùa nào cũng ăn xin hết á. Hồi kỳ đi vô ở Hà Tiên đi vô cái hang Thạch Xanh nhớ chưa? Ăn xin cả đống. Má mà ăn cái hang Thạch Xanh là Duy nghi ngờ là ăn xin là miên qua đó. Còn ở Ba Chúc á thì như người Việt. Nhưng mà người ta ngồi văn minh lắm bạn, ngồi khu như thế này. Có người mù, có người bị này bị kia tùm lum la hết. Thì bạn chia sẻ với họ chút đỉnh. Rồi còn cái này nữa nè. Ở đó đó thì thường thường tới thăm á là có một cái thủ tục, không phải là thủ tục mà là cái việc mà giống như cúng á. Nói chung nó hơi tín ngưỡng chút bạn. Bạn mua đồ bạn cúng cho những cái linh hồn của người mà bị tàn sát trong cái trận thảm sát tập thể đó đó. Thì như là nói chung anh không nhớ giá nha các bạn. Nói chung Duy mua full luôn mà, tập Duy đi đâu cũng vậy thôi à. Bà con bưng bán khổ quá thôi, mua xong cú này về nhà ngủ đi. Nhưng mà nói thiệt với bạn, cái này phải nhờ nói nè. Tự nhiên nói với Duy, còn có gom lại, đâu 1, 2, 3, 4, 5 người bán nhang phải không? 20 người bán nhang, ghê chưa? 20 cô nhiêu, bao nhiêu? Đó, vài trăm bó đúng không? Ok, vài trăm bó rồi tính tiền đi, trả bụp phát một. Hết ở Duy, rồi về nhà nghỉ nha. Chút mới cúng kia xong ra thấy bà bán nữa. Cái này chơi chiêu rồi bà ơi. Cái này quen nha. Giống như vé số vậy đó. Chú ơi mua con 10 tờ cuối. Ê, chú ơi mua con 10 tờ cuối hỏi móc gan 100 tờ khác. Đó. Hình như 10,000 bó nhang hay 10,000 ba bó gì chả nhớ giá rồi. Xong rồi cơm. Cơm thì nói thật ra cơm thôi chứ nó cũng ngon rồi bạn. Dĩa 10,000 hay dĩa 3,000 gì nói chung thật sự dĩa nhớ giá nha các bạn. Nếu các bạn nào có nhu cầu gì đó thì cứ tùy tâm thôi.
bạn mua một chén cũng được, hai chén cũng được, nhang mua một bó cũng được, hai bó cũng được, tùy tâm đó. Thì nhang với cơm để vô trong đó cúng bây giờ thôi. Nhang nó sẽ bán chung với giấy tiền vàng bạc, thấy không? À, vô trong đó cúng đốt, có cái gì ta có cái hố to đùng to đùng như nè để đốt. Bạn đốt sao nổi, bạn nhờ bảo vệ đốt đi bạn ơi, đúng không? Bạn nhờ bảo vệ đốt phụ chứ bạn đốt sao nổi. Xong rồi gì lúc đó đó, như nói là thôi giờ mua cũng được, cơm cũng được, nhưng mà cúng là phải có người ăn nha. Có thể là đem từ thiện cho ai đó không biết, nhưng mà cúng là phải có người ăn, chứ không phải là bỏ đống cơm đó. Tại vì mua nhiều mà bạn, mua mấy trăm phần á, mua nhiều lắm. Ok ok. Xong rồi cúng thì cho người này người kia, những mảng đời nào nó thiếu thốn đó thì ăn cơm cúng đó. Nó là như vậy. Thì đi nhà mồ đó thì chia sẻ các bạn nghe, nó một địa điểm bạn nên đi nếu mà có dịp qua ăn về. Cái này không phải là đẹp gì cả, đúng không? Cái này là cái gì? Di tích. Để cho mình biết được trong giai đoạn lịch sử của Việt Nam có một giai đoạn là dân mình bị tàn sát như vậy đó. Và sau này có nhiều cái cơ hội Di sẽ mở ra cho các bạn những cái điều mà các bạn cần phải biết trong cuộc chiến biên giới Tây Nam. Việt Nam không đánh Pol Pot không được. Qua thảm sát chịu hoài đó bạn, chịu nổi không? Mà không những Pol Pot thảm sát dân mình, nó còn thảm sát dân nó nữa. Nó tội ác Pol Pot là thôi, nổi tiếng rồi. Dòng ra khỏi cái nhà mồ đó, xong rồi đi một chút nữa tới đâu biết không? Tới cái chỗ này bà con hay đi nè. Cái núi gì ta? Núi Sam. Núi Sam Châu Đốc. Châu Đốc giờ là thành phố mới ghê chứ, Hoàng Kỳ cũng về Châu Đốc là thành phố luôn. Sao giờ Việt Nam mình chỗ nào cũng thành phố cho vậy trời? Đó. Nói thiệt với bạn, núi Sam á, mà nói một câu bạn cũng giận nha, xấu quắc à. Cái núi trọc trọc mà. Cái núi có cây. Nhà đâu mọc nó từ lưa hết. Đó. Xong rồi cái Duy phải đi vòng cái núi Sam, tại cái núi đâu đi được, không phải đường vòng. Nhưng mà Duy quê nhất núi Sam ở chỗ này. Tất nhiên cái chỗ này là cái chỗ tâm linh, đúng không? Cái chỗ tâm linh đó thì mình không có nhận xét đẹp hay xấu. Ai muốn đi chùa đi gì đó, lên núi Sam Châu Đốc, cái đó là du lịch tâm linh. Nhưng mà có một cái BOT nha. Tự nhiên đang chạy xe rét qua một cái. Duy biết đó BOT mà. Nhưng mà rét chạy luôn. Xong cái em áo trắng, mặc đồ đẹp trai tới hỏi anh đâu à? Nói đi về Long Xuyên, đi về Châu Đốc, đi về thành phố Châu Đốc. Đó. Xong rồi cái nhìn mặt đó nó hơi sượng sượng, chắc mày muốn tiền rồi. Tại sao? Tại vì cái chỗ đó đó bạn, có hai ngã rẽ, bạn rẽ vậy nè, lên núi, bạn đi thẳng là đi Châu Đốc. Mà cái BOT nằm ở trước đây nè. Đó, thì mình chạy xe qua ảnh xã hội mình đi đâu. Đó, thì nó về Châu Đốc thiệt, về Châu Đốc chứ trời ơi. Đi mẹ không lẽ không có tiền đóng BOT cha. Đó. Đi về Châu Đốc xong cái về Châu Đốc thì thôi em đi đó, đi đường thẳng. Bằng quẹo một cái là tôi tốn BOT chắc 20 hay 10 ngàn gì đó. Mà Duy đánh giá cách làm việc cực kỳ quấy tèo mà, nó thật sự đó. Duy rất là thiện cảm với đồng bào tất cả mọi miền, nhưng mà riêng những cái cách làm việc đó Duy cảm thấy nó không hợp lý, đúng không? Đặt mình vô tự nhiên mình du khách mình cảm thấy nó bị xúc phạm thiệt á. Giàu nghèo gì mới đồng bạc cắt, thì đặt cái BOT trên núi đi ba. Nó giống y như cái vụ mà tuyến tránh Ca Lậy kiểu làm đi đúc. Không ở đâu mà có cái chuyện mà chạy sọc tới hỏi người ta đi đâu, đúng không bạn? Bạn đồng ý với mình không? Cái này là một dạng là mình nói nặng là kém văn hóa đó. Người ta đi xe hơi, mình chạy bộ mà chạy sọc tới hỏi người ta đi đâu. Cái chuyện đó nó không nên. Không nên, nó thật sự, nó hơi bị thiếu chuyên nghiệp đấy. Không biết ai thu thì không biết, công ty thu hay nhà nước thu thì không biết nha. Còn Duy thì Duy không phải đạo Phật, nên Duy không có lên chùa trên đó, không có lên núi Sam. Đi thẳng qua, đi tới Châu Đốc. Thì nói thiệt với bạn, Châu Đốc giờ bạn muốn biết gì? Nó giàu hơn luôn, đúng không? Nói chung thì nó cũng như huyện nào não nào đâu. Nói chung là chán. Nó mặc dù thành phố thiệt nhưng mà thấy cũng bình thường, cóp mắt thì có đó. Có được cóp mắt, có được công viên. Nói nhưng mà các công viên của miền Tây Duy thích một điểm như nè. Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam không nói nhiều. Đâu cũng có đó, khẳng định chủ quyền, nghe không? Thì bây giờ nói là phần khách sạn nha, mình đi phải ở đâu chứ à? Nói chung là mấy khách sạn thường thì Duy không bao giờ Duy review hết á. Duy chỉ review khách sạn đẳng cấp nhất cái chỗ Duy đi thôi à. Hồi nào mà hổm ở trên Hà Tiên là Duy chê rồi đúng không? Duy chê nó là cũng cả thành phố du lịch, nhưng mà nhân chả được có được khách sạn 4 sao nữa mà ngán gì. Thì thằng này nó khá hơn mà. Thằng này Châu Đốc, nó khá hơn, nó có được khách sạn 4 sao. Đó là cái gì? Victoria Châu Đốc. Mà nó có một cái nữa, Victoria núi Sam nha.
cái Victoria núi Sam với cái Victoria Châu Đốc nó chung một chỗ. Nó chung một chỗ đó bạn. Mà cái Victoria núi Sam đó thì nó nằm ở trên núi Sam. Cái view của bạn là view núi. Đó. Còn cái Victoria Châu Đốc đó, nó nằm ngay trung tâm thành phố Châu Đốc. Cái view của bạn là view đường và view sông. Đó. Thì cái nào nói chung là nó cũng không rẻ đâu nha. Nếu mà theo như đánh giá khách sạn mà nằm ở miền Tây thì là mắc thấy mẹ á. Tại vì cái Victoria núi Sam lúc đó đó là phải 2 triệu mấy một đêm. Mà bạn nghĩ coi, chỗ khỉ ho cò gái đó mở khách sạn 2 triệu mấy thấy vô lý không? Chắc tại người ta làm khách sạn ở trên núi đó bạn. Người ta khiêng đá nó đau lưng. Nên mình phải tốn tiền mua outlet nha. Nó thông cảm, nói chung giá được vậy đi thôi chứ không bằng cãi nha. Đó, thì bạn nào thích cái không gian mà nó vườn tược, không gian mà nó núi, nhìn nó có cái gì đó nó thăm thẳm gì đó thì nó là đi Victoria núi Sam, nhưng mà nó 3 sao thôi nha. Còn Victoria Châu Đốc của GD á là 4 sao. Biết nhiêu đêm không ba? 4 triệu, 4 triệu mấy đêm quên rồi đó. Thấy ghê chưa? Nó đụng vô phỏng tay nha. Chỗ đó tay ở không đó má. Sao kỳ vậy ta? Mấy chỗ tự nhiên chỗ khỉ ho còn gái đâu tay cả nồi. Mà nói là cái khách sạn nó nằm ngay trung tâm thì bạn tiện cho cái việc mà gọi là, nói chung là bạn muốn hiểu về cái thành phố Châu Đốc, bạn chỉ ở khách sạn Victoria Châu Đốc là bạn hiểu rồi đó. Cái dòng người qua lại nó nhiêu rồi, mức dân sống nhiêu rồi, người giàu hay nghèo, trẻ trâu đông hay ít. Mà nói trẻ trâu khá đông nha, chỗ đó trẻ trâu hơi ghê đó. Cái Victoria Châu Đốc nó nằm ngay công viên to nhất của Châu Đốc, chắc là công viên Châu Đốc luôn đó. Đó, trên công viên đó lành mạnh cũng có mà trẻ trâu cũng có nha, cẩn thận. Có chỗ, những chỗ tối tối thì hơi ghê đó, công viên nào chả ghê đó, tối mà. Nói về một chút xíu đặc điểm của Victoria Châu Đốc. Theo đánh giá, cái Victoria Châu Đốc là một khách sạn tương đối mắc. Bạn tin ở trong Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, bạn đi New World khách sạn 5 sao VIP nhất Việt Nam một đêm 2 triệu rưỡi không? Tất nhiên mình không bàn về chất lượng phòng thì mình phải nhìn mình mới biết được. Đó. Còn Châu Đốc là nhắc lại một lần nha, 4 triệu mấy đó. Xong rồi cái lên vô trong đó gặp mấy em lễ tân, từ lễ tân tới bảo vệ tới bồi bàn biết Di Nguyễn hết. Wow. Nguyên tắc của Di Nguyễn ra được ăn chơi biết. Chào một cái được rồi, đừng nói nhiều nha. Nó quê nhất là mấy thằng nội má nó biết mình trên mạng rồi xong rồi cái nó ra ngoài đời cái nó thân lắm mấy bạn. Thân tà lâm nữa. Ủa chị bà hổng đâu đây anh? Ôi mày nhất nữa nha. Ủa sao tóc chị mọc dài vậy, hổng tới ngắn mà. Vậy đó. Kiểu đó đó bạn. Chơi mất lực. Cái khách sạn gì ở Victoria Châu Đốc, cái phòng nó tương đối nhỏ mà. Nhưng mà nó được một cái là nó kiến trúc nó thiên về gỗ. Và cái ram màu của nó nhìn nó cũng lạ. Đó, lạ. Vô hôm đó tắm chai xà bông trơn quá, rớt chai xà bông đền gần 300 ngàn. Nghe ghê rồi gì. Nhưng mà thôi, chỗ đó chỗ đại gia. Nhìn xét rồi, chỗ đó chỗ đại gia mà. Tại vì ăn sáng đồ ăn thì cũng được. Đó. Nhưng mà ở đó Tây ở rất nhiều nha. Tây đó ở đó một đêm. Xong rồi nó qua bên Campuchia nó quýnh bài. Tại vì ở khách sạn đó đó, nó có một cái bến tàu. Cái bến tàu đó nó chở Tây thẳng qua Campuchia luôn. Quýnh bài xong rồi du lịch bên Campuchia luôn. Nên cái tuyến nó Tây ở rất đông. Còn cái kiến trúc của nó thì kiến trúc của thời Pháp. Bạn nhìn nó như Pháp vậy đó. Mà kiến trúc của nó giống như mấy nhà mà Pháp vàng vàng đó. Hiểu không? Đó là nói về khách sạn của Châu Đốc. Thì nhìn chung thì khách sạn Châu Đốc thì nó nhìn nó sang chảnh hơn cái Hà Tiên nhiều. Hà Tiên làm du lịch không có con nào đủ tiền xây khách sạn. Thôi, đánh giá fail. Hà Tiên 5 năm nữa thì quả mai chứ giờ không ăn thua. Còn Châu Đốc thì du lịch về tâm linh. Còn Duy thì Duy không có tâm linh mà, chán với tâm linh. Hồi kỳ đi Thái Lan tối ngày chùa riết muốn ói luôn. Trời ơi, bỏ tiền du lịch Thái Lan mà toàn đi chùa không à ba. Thái Lan gọi là quốc đạo là Phật giáo. Chùa khắp mọi nơi, tượng Phật khắp mọi nơi luôn. Thái Lan làm du lịch đó. Có một cái ông kia ông bỏ tiền ra, ông vua nè, nó bỏ tiền ra ông làm tượng Phật bằng vàng đó. Không phải là nguyên cái tượng bằng vàng mà cái đường chỉ vẽ bằng vàng, ông sạc cái núi làm hai luôn mà. Ông sạc núi ra bằng hai tạo ra một cái mặt phẳng, ông vẽ tượng Phật lên đó. Thằng nào tới đó ông check in chỗ đó nhìn là biết Thái Lan rồi. Rồi. Châu Đốc nó là vậy đó mà. Thành phố Châu Đốc. Ủa vậy thì An Giang còn gì nữa? Còn nhiều lắm nha. Có gì bảy núi nữa, bảy núi gì không đi. Là tuyến bảy núi không đi được. Cái khách sạn của Châu Đốc nó vẫn nó mang một cái gì nó cũng rất là miền Tây mà. Nếu mà bạn muốn tận hưởng những cái âm hưởng miền Tây thì bạn ở khách sạn đó là có rồi đó. Miền Tây làm sao 7 giờ cóc nhái anh ương kêu ấp ấp ấp
Trời ơi, kêu quá trời luôn mà, miền Tây đó. Bảo đảm bạn không kiếm được đâu, cũng nằm đâu trong bụi nào á. Kêu ông bà bà bà. Lục bình, sóng nước, sông. Sông đó là bên bờ, bên lở, bên bồi. Đó. Nhìn nó đúng chất miền Tây luôn. Má ghe nó chạy tè hoài luôn. Có cái tour đó mà. Nó có cái tour tàu mà sớm quá ai ngủ cho đi. Đúng không? Nó sẽ là có cái tour tàu đi trên sông, đi chợ nổi đi gì đó. Đó. 7 giờ sáng mà nó thiệt chứ bạn, mấy con tập tạ nó ngủ trễ lắm. Ờ à, không có chuyện ngủ như vậy 7 giờ sáng đâu. Đó, nên bỏ tour luôn. Rồi, xong, khách sạn Châu Đốc nó ít thôi. Chứ có cái đầu nó nhiều. Nó về dưới ăn chơi, một là bạn đi chùa thì bạn đi. Cơm đồ ăn chả thiếu gì cả. À, cũng chả có mắc gì thốt nốt thôi đầy đường. Nó về xứ đó thốt nốt kinh khủng luôn mà. Nhiều khi mình uống thốt nốt, mình uống đại thôi, thật sự cũng biết phải thốt nốt luôn nữa. Uống thì cái ngọt ngọt đó. Có người thì la đồ pha, có người la đồ thiệt. Mà thấy người ta để trái thốt nốt thiệt, mà ta bán nước trong bịch. Nó cũng có uống mấy lần thấy cũng ngọt ngọt. Tới đây đường ngon rồi nè. Từ cái Châu Đốc đi về Long Xuyên, đường ok đó. Đường nó cũng nhỏ thôi chứ không bự đâu nha, đường miền Tây sao bự được. Nhưng mà đường nó mịn hơn, nó ok hơn. Nó vẫn đi qua những cái con sông tiếp. Rồi đi tới đây thì mình sẽ tới thành phố Long Xuyên. Thành phố Long Xuyên là thủ phủ của An Giang nha. Mà nó đã từng là thủ phủ của miền Tây đó. Nếu mà ở miền Tây không có Cần Thơ thì thằng Long Xuyên là nó cũng hổ báo cáo trồn lắm đó mà. Hổ báo cáo trồn. Mà từ Long Xuyên về Cần Thơ rất gần. Vậy thì có thành phố Long Xuyên thì có gì để nói không? Tất nhiên là ông cũng qua thành phố Long Xuyên đâu. Nó chỉ là thành phố bình thường thôi, chứ nó không phải là du lịch. Thì thành phố Long Xuyên nè, nó giàu hơn Châu Đốc, nó biết phải mà, trung tâm hơn mà. Đó, nhà lầu cũng nhiều, đường cũng bự. Nói chung thì thành phố Long Xuyên nó bự nịch giá. Mà thua Cần Thơ, hiểu rồi gì? Rạch Giá thì bạn thấy khu đô thị Phú Cường gì đó, này nọ, các kiểu. Nhưng mà nó nhỏ hơn Long Xuyên, Long Xuyên nó bự hơn. Và thằng Cần Thơ nó bự Long Xuyên bự nịch giá. Wow. Ủa sao Long Xuyên giàu ta, không có gì giàu. Bạn nghe nó tứ giác Long Xuyên chưa? Cái Long Xuyên là một cái điểm mà nó chụm đầu bốn tỉnh lại với nhau. Đó. Nó chụm đầu bốn tỉnh lại với nhau. Thì bốn tỉnh đó nó thông thương, nó mua bán với nhau. Đó. Cần Thơ, Đồng Tháp. Game nha, event nha. À, bốn tỉnh anh đi kể nè. Một là Cần Thơ, hai là An Giang, ba Đồng Tháp, còn tỉnh nữa kể đi. Đó là thành phố Long Xuyên. Và hỏi Duy Nguyễn có về về Long Xuyên mở phòng gym không? Hên xui thôi. Nói chung thì để người ta thành sao chứ. Nói chung thì cũng có suy nghĩ đó. Cũng có ý định đó. Tại fan với Long Xuyên nhiều mà. Bảo đảm làm video lên nữa. Vô nói là gì 6-7 chào anh nè. Không làm Rạch Giá anh kia 6-8 chào anh. 6-7 chào anh nè. Thì ở có con đường về từ Long Xuyên mà về tới tới đâu ta? Tới Cần Thơ, đẹp rồi, nói chung là vô Cần Thơ là đẹp bạn. Thành phố trung ương mà. Vô tới Cần Thơ là đường đẹp. Nhưng mà ở ngang đó có một cái công trình mà bây giờ nổi đình nổi đám sắp thông xe. Đó là cầu Dàm Cống. Cầu Dàm Cống nó thông xe thì bạn từ Long Xuyên bạn đi phắn qua một cái một tới Đồng Tháp luôn, khỏi đi phà được. Cái cầu này nó làm cũng lâu lắm rồi đó bạn. Có một lần nó bị nứt dầm. Nó bị nứt thép luôn, nứt dầm nó nhỏ quá trời. Xong rồi phải thay đổi nguyên cấu trúc thép, bây giờ mới sắp xong. Đó. Thì ở miền Tây của mình đó, nó bị nghèo tại vì bởi chưa có những cái cầu. Mà có những cái cầu không chưa đủ nữa, phải làm đường, phải đầu tư này nọ tùm lum la hết. Nên nó tóm lại tất cả những cái thành phố ở miền Tây đó, thì nó còn mặt bằng chung á, nó còn thua chị thua em chút. Thí dụ như miền Tây mà nói về du lịch nó mới đẳng cấp được bằng Nha Trang. Không bao giờ bằng. Sợ cũng không bằng được Quy Nhơn nữa chứ. Quy Nhơn có bố FLC gì đó đầu tư, miền Tây mình chả thấy bố nào. Có được mỗi cái Phú Quốc thôi. Ủa vậy mình về bên Châu Đốc mình ăn gì ta? Long Xuyên ăn gì ta? Ăn gì cũng có hết á, mà không có gì để ăn hết á. Làm sao? Đồ ăn nó bình thường. Ví dụ như bạn lên những trang du lịch á, người ta sẽ nói là ăn nên về đây phải ăn bánh xèo. Bánh xèo cũng bình thường. Đâu chả có. Về đây phải ăn bún cá. Bún cá đâu chả có. Bún cá ngon bằng bún cá Obama không? Đó. Nên nhiều khi nói thật sự mà nói á, An Giang á, Châu Đốc, Long Xuyên gì đó, du lịch thì nói gì chả được, đúng không? Du lịch thì nó thiệt với bạn, gì không có đâu nói nữa. Đó. Nhưng mà chỉ nói với bạn câu thôi. Về chỗ đó đó thì có gì đâu ăn.
mà ăn cái gì cũng có hết á. Ăn những món bình thường vô kêu cơm, bún, phở, cá, kiết, lẩu mắm, lẩu thái gì đó có hết. Nên món ăn rất là bình thường mà không lo, nó y như Sài Gòn thôi. Mà nó không được nhiều nhà hàng ngoài Sài Gòn. Chỗ đó thì ẩm thực nó không mạnh, nó cũng sống bình thường, ăn bình thường thôi. Chứ mà bạn về cái xứ đó bạn hỏi có cái món gì cực kỳ đặc biệt không? Không có gì đặc biệt hết á. Cùng lắm là có là những cái món người ta chế theo kiểu miền Tây. Không phải là chế miền Tây mà người ta nấu thì kiểu miền Tây, cũng là canh chua đi. Canh chua miền Tây nó khác, Sài Gòn nó khác. Thì đó là canh chua, đúng không? Đó, thì nó tóm lại á, bạn có thể bạn đi An Giang, nếu bạn đi Cần Thơ thì bạn qua An Giang nó gần. Và An Giang thì có những cái điểm mà nãy giờ Duy nói á, là các bạn có thể trải nghiệm đó, đi cho biết. Hay là nhiều khi bà con này nọ bồ bịch đâu đó nó ở Long Xuyên, hay là nó An Giang về dưới thăm nó ngày, tình cảm vậy đó. Ở đâu? Ở khách sạn Châu Đốc, đúng không? Em về nhà em anh về nhà em chơi buổi chiều, buổi tối anh ta khách sạn Châu Đốc, anh Di Nguyễn giới thiệu điều mấy em massage vô xong. Để chứ đã đau lưng. Trời, ngồi xe đau lưng lắm chứ không giỡn không em. Không phải thích massage gì mà tại vì anh bị đau lưng không em. Tập tạ nhiều rim cơ. Thôi, vlog sẽ được khép lại đây. À, hẹn gặp lại các bạn trong những vlog du lịch tiếp theo. Xin chào, kính chào.